Xin chào các bạn, ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau làm bài tập số 1 trong sách giáo khoa trang 100. Thì ở bài tập số 1 trong sách giáo khoa trang 100, người ta có yêu cầu chúng ta viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxy của các đơn chất carbon, phosphor, hydro, nhôm. Biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học là CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất sản phẩm. Thì đầu tiên để viết được các phương trình này, chúng ta sẽ phải hình dung được lại cho cô, đó là cái phản ứng biểu diễn sự cháy của oxy trong các đơn chất này, nó thực chất là phương trình phản ứng của oxy tác dụng với lại các đơn chất. Vì các bạn sẽ cùng mở lại cho cô sách giáo khoa. Bài oxy. Tính chất của oxy, sách giáo khoa trang 81. Thì ở mục 25A tính chất hóa học của oxy, thứ nhất là tác dụng với phi kim, và thứ hai đó là tác dụng với kim loại. Thì thực chất của những cái phản ứng này chính là phản ứng của oxy tác dụng với phi kim và tác dụng với kim loại. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau viết phương trình phản ứng nhé. Thứ nhất đó là tác dụng carbon tác dụng với oxy tạo ra một chất có công thức là CO2. Phương trình thứ hai, P cộng O2, nhiệt độ, và tạo ra P2O5. Ở đây chúng ta cần phải cân bằng phương trình. Phương trình thứ ba, H2 cộng với O2, nhớ cho cô là phải có nhiệt độ, cân bằng 2 vào nước và 2 vào hydro bên này. Phương trình thứ tư đó là Al tác dụng với O2, nhiệt độ, tạo ra Al2O3, cân bằng phương trình. Rồi, vậy là cô và các bạn vừa cùng nhau viết xong phương trình hóa học. Vậy thì đến yêu cầu thứ hai, đó là hãy gọi tên các chất sản phẩm. Vậy thì để gọi tên được các chất sản phẩm này thì các bạn sẽ cùng mở lại cho cô sách giáo khoa trang 90. Phần gọi tên oxit. Ở đây người ta đã chỉ rõ cho chúng ta cách gọi tên oxit, là tên oxit sẽ bằng với tên nguyên tố cộng với oxit. Nếu kim loại có nhiều hóa trị thì tên gọi sẽ bằng tên kim loại kèm hóa trị cộng với oxit. Nếu phi kim có nhiều hóa trị, tên gọi sẽ bằng tên phi kim cộng với oxit. Lưu ý cho cô, tên phi kim ở đây sẽ có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim, và oxit sẽ có tiền tố chỉ số nguyên tử oxy. Vậy thì dựa vào cách gọi tên, chúng ta sẽ cùng nhau đi gọi tên từng sản phẩm một nhé. Sản phẩm đầu tiên đó là CO2. Gọi tên sẽ có CO2. Thì CO2 chúng ta sẽ có cách gọi tên đó là khí carbonic. Ngoài ra, ngoài tên là khí carbonic ra thì CO2 còn được gọi là carbon dioxide, theo đúng cách quy tắc gọi tên, bởi vì có hai oxy. Thứ hai, gọi tên P2O5. Theo đúng quy tắc gọi tên thì P2O5 sẽ được gọi là có hai phosphor, vì vậy sẽ là diphosphor. 5 oxy, 5 gọi là penta, vì vậy sẽ là penta oxit. Vậy cụ thể P2O5 sẽ gọi là diphosphor penta oxit. H2O. H2O thực chất công thức sẽ là nước. Là công thức hóa học của nước. Hợp chất cuối cùng là Al2O3. Al2O3 được gọi là nhôm oxit, theo đúng quy tắc gọi tên.
Vậy là cô và các bạn vừa cùng nhau hoàn thành xong bài 1 trong sách giáo khoa trang 100. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài tập lần sau.